mà tất cả các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Ca Cường TV nha. Các bạn ơi, nó quặn nước quá trời nè, mà không thấy nó, mà nó quặn nước luôn. Nước sâu không ta? Đó, hả? Còn kính kìa. Trong bụi nè. Em thấy gì không? Đó. Chặn đầu kia. Chưa ra hả? Nhưng mà đầu động trống á, em đứng này nè. Em đứng này đi. Con gì á? Kìa, con kính nước kìa. Kìa, con lỗi kìa. Con gì không biết nữa. Dí vô luôn tính. Mò luôn đi, mò hai tay luôn đi, tại tao quay rồi tao mò không được. Kìa, đưa đầu kìa. Nè, đưa đầu đây nè. Thấy chưa? Đó. Ê, đập. Ừ. Trời ơi. Vô rồi. Đỡ nó con gì? Ai hàng chi nó phóng nước luôn. Phóng đùng đùng luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời. Ứng đỏ vậy. Ờ, nó bự. Trời ơi. Tưởng còn gì không chứ? Ở gần toàn là những con sinh vật lạ. Gì vậy tèo, nhìn dưới tèo. Nè tèo. Ở tèo bá nè. Ở đứng nói chuyện. Hả hỏng kìa, gờ luôn kìa. Thấy các bạn thấy bự không? Nó nhìn cái mặt người là biết nó bự rồi đó, bự mặt tèo nè. Ờ nó bự nè. Bự. Thôi. Nè. Này cục eo lại đi. Hay để cho chăn ăn. Giỡn hoài, con này sẽ cho chăn được. Con này nó chăn. Ê, cái này ếch đồng hay là ếch gì ta? Ếch gì? Ếch đồng. Con này là mầm ấy cháu đều. Ông cháu ếch phải không? Rồi đã. Thôi bự người ta. Thôi mặn rụng quá các bạn ơi. Cái gì vậy? Gì giá chứ vậy? Cắn ở ngoài vỏ thôi. Ếch nó kêu thiệt ghê không? Bự chứ bộ. Con này mấy trăm gram để vô cái căn rồi Tấn. Kia kia cái túi lưới đựng. Đây, trong đây còn hai con trăng luôn các bạn. Con trăng nằm ở đây. Đó. Con trăng nằm ở đây, hai con. Con quay ông ba cũng chập cái dính luôn, khỏi chạy nữa. Kìa căn trước kìa. Nè, để thử coi con này cỡ mấy trăm gram. Đang ngồi buồn buồn. Rắc đâu tính. Phóng người gan gắn vậy. Đùng đùng cho biết sao con vậy? Dạ con tưởng ăn gắn. 300 gram. Ông này có 200 gram phải không? Trừ cái túi. 250 gram à. Cũng được rồi, cũng có luôn đi. Cuộc bỏ này trong đây nè. Rồi, bye bye, xin chào các bạn luôn nha. Chào tạm biệt các bạn luôn nha.